Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay vì là có thêm một chút thời gian, thế cho nên là Trang đã tranh thủ beta xong tập 4 bộ truyện Thiên Hậu Toàn Năng của tác giả Băng Giữ Nịnh Mông. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày, cũng như là các thông báo khi kênh có thay đổi gì. Donate cho Trang vào số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Trang đã dán ở mục miêu tả video nhé. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến cao ốc nghệ thuật tầng 32, Giang Phàm nói: "Chuyện gì?" "Hôm nay thử vai nữ chính, tôi muốn để em giúp đỡ đánh giá." "Nhưng chuyện của em bên này..." "Trước cứ để bọn họ làm, em xong việc bên này lại đến xem." Kiều Na tắt điện thoại, giải thích tình huống với anh Lục. Anh Lục nói: "Mau đi đi, hai ngày này tổ người đều đang chế tác đạo cụ, bản vẽ đã có, em ở chỗ này cũng không thể giúp được cái gì. Nếu thật sự cần, anh nhắn qua WeChat cho em." Nghe anh Lực nói như vậy, Kiều Na liền yên tâm. Kiều Na ra cửa đón taxi, đi đến cao ốc nghệ thuật. Lên lầu, liền nhìn thấy có rất nhiều cô gái chờ bên ngoài phòng nghỉ. Mấy ngày nay, Kiều Na lướt Weibo viết được không ít minh tinh. Trong những cô gái này, có không ít gương mặt quen thuộc. Có một vài người đã từng diễn cùng Giang Phàm. Kiều Na vừa muốn đẩy cửa đi vào, một cô gái đang ngồi lập tức đứng lên. "Cô kia, cô phải lấy số xếp hàng, chúng tôi đều chờ đã lâu, cô không thể chen ngang." "Ngại quá, tôi là cố vấn," Kiều Na nói rồi đẩy cửa ra. Các cô gái trong phòng nghỉ hai mặt nhìn nhau. "Cố vấn? Thử vai mà muốn cố vấn làm cái gì?" Trong đó có một cô gái bỗng nhiên a một tiếng nói: "Tôi nhớ ra rồi, cô ấy hình như là người kêu bà chủ gì gì đó, từng xuất hiện trên Weibo của Phạm Ca. Tuy nhiên không có hình chụp chính diện rõ ràng, cũng không chắc chắn lắm." Những cô gái tới thử vai này đối với Weibo của Giang Phàm đều rất quen thuộc. Vừa nghe cô gái này nói, ngẫm lại trước kia mình đã thấy, liền có người phụ họa nói: "Là cô ấy, không nghĩ tới người thật lại xinh đẹp như vậy. Không phải cô ấy sẽ tranh nữ chính với chúng ta chứ?" "Không thể nào, cô ấy lại không phải là diễn viên." Mấy cô gái đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy một người từ bên ngoài đi tới. Các cô ngay lập tức ngậm miệng, biểu tình trên mặt đều có chút kỳ lạ. Người nọ mặc kệ người xếp hàng bên ngoài, lập tức đẩy cửa mà vào. Các cô gái đang xếp hàng lại không có một người nào dám lên tiếng. Thẳng đến khi âm thanh giày cao gót của người nọ đi xa, mọi người mới nhỏ giọng nghị luận: "Kia không phải là Lâm An Ni sao?" "Ờ, tôi nghe nói cô ta vẫn luôn muốn nhân vật này. Danh tiếng của cô ta lớn như vậy, sẽ không phải điều động nội bộ chứ? Vậy chẳng phải chúng ta không còn cơ hội sao?" "Không thể nào, Phạm Ca nếu nói muốn công khai thử vai thì sẽ không nói mà không tính toán gì hết. Thanh danh của anh ấy trong giới khá tốt, cũng không giống như người như vậy. Chúng ta cứ sờ xem, thật sự không được thì tính sau." Kiều Na vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy Giang Phàm ngồi ở một bên ghế. Trong phòng còn có một cô gái trẻ đang biểu diễn. Giang Phàm nhìn rất nghiêm túc. Cô gái trẻ kia khá xinh đẹp, lúc này đang diễn một đoạn lời kịch trong phim Tiêu Phi Muội Muội. "Bổn cung tới chính là muốn nhìn xem bệnh của muội thế nào." Giang Phàm nhíu nhíu mày, xua tay nói: "Không có khí chất nên có của hoàng hậu. Thực xin lỗi, nhân vật này không thích hợp với cô. Tuy nhiên hình tượng của cô thực không tồi, tôi cảm thấy cô có thể diễn thử phim thanh xuân." Cô gái có vẻ thực vui vẻ, đem lời kịch còn lại trả cho Giang Phàm nói: "Phàm ca, nếu có nhân vật thích hợp, nhớ tìm em nha." "Được, phiền cô gọi người tiếp theo vào." Cô gái kia mới ra cửa, liền có một người đẩy cửa đi vào. Cô gái nhìn thấy người nọ liền sửng sốt, không nói một tiếng mà đi thẳng ra ngoài. Giang Phàm dương mắt nhìn thoáng qua người tiến vào, có chút không cao hứng nói: "Sao cô lại trực tiếp vào đây?" "Thử vai phải xếp hàng, tới chỗ trợ lý ở cửa lấy số, chờ đến lượt cô mới có thể vào." Mặt Lâm An Ni trắng bệch. "Không phải anh kêu tôi tới sao? Tôi tới anh còn thật sự muốn tôi xếp hàng? Xếp cái gì hàng hả? Bên ngoài những người đó đều là diễn viên nhỏ 18 tuyến, anh để cho tôi cùng xếp hàng với bọn họ." Giang Phàm nói: "Nếu là không phải thử vai diễn, liền phải ấn theo quy củ mà làm. Nếu cô nhất định phải phá hư quy củ, như vậy tôi không có cách nào sắp xếp cho cô thử vai." Lâm An Nhi tức giận đến tái mặt: "Anh là cố ý đi, có phải vì chuyện kia hay không?" Giang Phàm nhạt nhạt nói:
Tôi chỉ quan tâm công việc, không quan tâm người. Nếu cô đi trên con đường chính quy thông qua thử vai, nữ chính đương nhiên là của cô. Nếu cô nhất định không muốn nói đạo lý thì tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể hủy bỏ tư cách thử vai của cô. Lâm An Ni cắn răng một cái. Được, tôi đi xếp hàng. Nói xong đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Cô gái thử vai tiếp theo đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Lâm An Ni đen mặt đi ra, trong lòng không khỏi cười trộm, ngẩng đầu cất bước đi vào. Xin chào, trên bàn có kịch bản, cô xem. Rồi diễn đoạn thứ ba, Giang Phạm nói. Kiều Na đứng một bên, trong tầm tay cô có một phần kịch bản. Cô cầm lấy nhìn thoáng qua, là vài đoạn lời thoại kịch trong phim, mặt trên ghi chú rõ tình cảnh. Cô gái kia nhìn một hồi lâu mới bắt đầu biểu diễn, nhưng cô biểu diễn vẫn như cũ, không thể làm cho Giang Phạm vừa lòng, cũng không được giữ lại. Kiều Na cũng đã nhìn ra, những cô gái tới thử vai tuy rằng đều thật xinh đẹp, nhưng ở phương diện khí chất cùng kỹ thuật diễn không đạt. Giang Phạm vô cùng có kiên nhẫn, rất nghiêm túc xem hết mỗi một diễn viên biểu diễn, chỉ ra những thiếu sót của bọn họ. Người thử vai bị cự tuyệt cũng tâm phục khẩu phục, tuy rằng các cô cũng đều là diễn viên, nhưng phần lớn không quá nổi danh. Đối với Giang Phạm thành danh đã lâu, có một loại ý thức sùng bái thần tượng, có thể cùng nam thần mặt đối mặt, với các cô mà nói đã là rất vui vẻ. Mỗi một người thử vai đi ra đều không có vẻ thương tâm, ngược lại thực vui vẻ mà khoe ra với người xếp hàng chờ bên ngoài. Phạm ca nói tôi rất đẹp đó, tuy nhiên khí chất không hợp, tôi cũng không có khả năng phù hợp với tất cả khí chất của tất cả các nhân vật đúng không? Phạm ca nói lời kịch của tôi rất tuyệt đó. Phạm ca thật là đẹp trai, người thật đẹp hơn cả trong tivi nhiều. Lâm An Ni sắc mặt âm trầm, ngồi ở một bên. Cô ta hoàn toàn không thể lý giải. Những cô gái ngu ngốc này, rõ ràng là không được tuyển, lại còn cao hứng như vậy. Cô ta đợi lâu như vậy cũng chưa đến lượt, đã sớm không còn kiên nhẫn, sắc mặt cũng khó coi hơn. Diễn viên khác thấy bộ dạng này của cô ta, đều ngồi cách xa. Kiều Na bồi Giang Phàm, nhìn các diễn viên từng bước tiến vào, rồi lại đi ra ngoài. Cô không hiểu biểu diễn cho lắm, nhưng nghe ý kiến Giang Phàm cũng cảm thấy rất đúng trọng tâm. Giang Phàm không chỉ có lệ, mà là rất chân thành chỉ ra các chỗ thiếu sót của các cô ấy, làm các cô ấy hiểu rõ vì sao nhân vật này không thích hợp với mình. Cô ở một bên nghe rất nghiêm túc. Kỹ thuật diễn của Giang Phàm là cấp bậc ảnh đế, các loại nhân vật đều có thể nắm chắc trong tay. Trên Weibo, cô thường xuyên nhìn thấy người trong nghề khích lệ kỹ thuật diễn của Giang Phàm. Tuy rằng anh không thuê những cô gái này, nhưng ý kiến của anh lại rất có ích đối với các cô ấy. Tiếp theo, sau khi một cô gái tiến vào thử vai xong, Giang Phàm trước sau như một mà uyển chuyển từ chối cô ấy. Kiều Na bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Tôi cảm thấy cô gái này rất thích hợp diễn vai Kiều Lộ. Kiều Lộ trong kịch bản là muội muội của Kiều Ninh, một cô nương cổ quái, cùng nữ diễn viên đang thử vai này rất giống. Hơn nữa Kiều Na cảm thấy kỹ thuật diễn của nữ diễn viên này có một loại cảm giác thật tự nhiên. Diễn muội muội của nữ chính lại rất thích hợp. Cô vừa mới nhìn dàn diễn viên, vai Kiều Lộ vẫn chưa được quyết định, cảm thấy có thể cho nữ diễn viên này thử xem. Giang Phạm vừa được cô nhắc nhở, liền hỏi diễn viên kia, cô muốn thử nhân vật muội muội của nữ chính không? Xuất diễn không được nhiều lắm, tuy nhiên rất chọc người yêu thích. Nữ diễn viên tới thử vai kia chỉ là một nghệ sĩ vô danh, chỉ đóng qua nhân vật nhỏ trong một bộ phim truyền hình không có danh tiếng. Tới nơi này vốn là không ôm bất cứ hy vọng gì. Cô ấy là fan của Giang Phàm, nghĩ nếu tới thử vai, cho dù không được, ít nhất cũng có thể trò chuyện cùng thần tượng của mình cũng tốt. Nghe nói có cơ hội hợp tác cùng Giang Phàm, cô gái này cao hứng đến hỏng. Được, em nguyện ý thử xem. Ngày sau đó, Giang Phàm lấy ra một phần lời kịch của Kiều Lộ cho cô ấy, để cô ấy diễn thử một đoạn. Nữ diễn viên kia nhìn lời kịch, ngay lập tức diễn ra. Tỷ tỷ, bông hoa này của tỷ thật là đẹp nhá. Nữ diễn viên sóng mắt lưu chuyển, cười nhìn hư vô phía trước, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Kiều Na sửng sốt, dáng vẻ của nữ diễn viên này làm cô nhớ tới muội muội của mình, thật sự vô cùng giống. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng có chút kích động. Giang Phàm vung tay lên, tốt, Kiều Lộ chính là của cô, mời đến đây đăng ký. Anh lấy ra một mẫu giấy đăng ký, viết tên của cô cùng thông tin liên lạc, để điện thoại mở, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Em kêu Tần Lôi, cảm ơn Phàm ca. Tần Lôi rất kích động, đến nói lắp bắp. Em có thể hợp tác cùng Phạm ca, thật sự rất cảm ơn anh.
Giang Phàm cười cười, về sau cùng nhau làm việc chính là người một nhà, không cần khách khí. Dạ, Tần Lôi vui đến phát cuống lên, em sẽ diễn thật tốt, nhất định sẽ không kéo chân sau của Phàm ca. Cô ấy vui vui vẻ vẻ mà chạy ra ngoài, ra khỏi phòng nhịn không được cười giống như một đứa ngốc. Đồng bạn đang chờ cô ấy ở bên ngoài, thấy bộ dáng này thì không khỏi có chút giật mình. Tiểu Lôi, không phải là cô được tuyển rồi đi? Cô ta vừa nói như vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Tần Lôi. Nếu cô ấy thử vai thành công thì người khác cũng không cần đi vào nữa. Nhưng là xem, hình tượng của nha đầu này cũng không giống lắm. Tôi, Phạm, Phạm ca để tôi diễn vai Kiều Lộ. Tần Lôi vui vẻ mà ôm đồng bạn. Tôi được nhận rồi. Bộ phim này của Giang Phàm là một tác phẩm lớn. Mỗi một nhân vật đều có rất nhiều người cạnh tranh. Nữ diễn viên không có danh tiếng như cô, có thể có một vai như vậy, thực sự làm các diễn viên có điều kiện gần giống như cô ghen ghét không thôi. Cô thật là giỏi nhá. Nói thử xem, làm như thế nào mà được tuyển vậy? Một cô gái không quen biết chủ động tiến lên làm quen. Tôi cảm thấy cơ hội tôi được tuyển vào vai nữ chính không lớn lắm, có thể diễn nhân vật khác cũng tốt lắm rồi. Tần Lôi tâm tình tốt, nghe người ta hỏi, liền trả lời đúng sự thật. Vốn dĩ tôi thử diễn vai nữ chính, Phạm ca nói là không thích hợp, sau đó cố vấn kia của anh ấy, à, chính là người mà chúng ta nghĩ là chen ngang đó. Cô ấy bỗng nhiên nói để tôi thử vai Kiều Lộ, tôi liền thử, thế là Phạm ca nói tốt. Lâm An Ni ở bên cạnh lạnh lùng thốt lên, một nhân vật nhỏ mà thôi, đến nỗi cao hứng thành như vậy sao? Cố vấn, cô ta cũng xứng xen mồm. Tần Lôi nghe được Lâm An Ni nói chuyện liền không nói gì. Cô biết tên tuổi của Lâm An Ni, loại người này không phải một nghệ sĩ nhỏ như cô có thể chọc tới. Lại qua vài người, rốt cuộc đến lượt Lâm An Ni, cô ta đứng lên vẻ mặt ngạo mạn mà nhìn lướt qua mặt các nữ diễn viên khác, đẩy cửa đi vào. Giang Phàm nhìn thấy Lâm An Ni, chỉ kịch bản dưới đài, mời diễn đoạn ngắn số 7. Lâm An Ni cầm lấy kịch bản nhìn trong chốc lát nói, có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu. Lâm An Ni lộ ra một tia mỉm cười. Ta nói Kỳ Phi muội muội, lúc này ta gặp được nhiều chuyện ngoài ý muốn, không phải là người nào đó trong cung này của muội làm chứ? Giang Phàm vung tay lên, dừng, không thông qua. Lâm An Ni lập tức nổi giận, anh nói cái gì? Tại sao lại không thông qua? Trên kịch bản này không phải viết như vậy sao? Mỉm cười nói, mới vừa rồi tôi xác thật là mỉm cười không phải sao? Kiều Na ở bên cạnh nhíu mày, cô nhận ra người phụ nữ này chính là Lâm An Ni, nhưng kỹ thuật diễn này của cô ta thật sự. Trước kia xem phim của cô ta với Giang Phàm trên TV, Kiều Na liền cảm thấy kỹ thuật diễn của cô ta quá nóng vội, không theo được Giang Phàm. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Đoạn diễn này là thuyền Kiều Ninh bị chìm, cũng may nàng có việc nên không ngồi thuyền kia mới tránh được một kiếp. Sau đó nàng điều tra phát hiện cung nữ của Kỳ Phi, vừa lúc ấy cũng đang xuất cung, liền hoài nghi là Kỳ Phi động tay chân, vì thế chạy tới muốn cùng nàng ta diễn một màn. Trên kịch bản, bối cảnh lời kịch viết đến rành rành như vậy, ngay cả Kiều Na là người ngoài nghề cũng biết. Trong phim Kiều Ninh cười cũng không phải chỉ đơn thuần mỉm cười, mà là chứa rất nhiều thâm ý. Đoạn lời kịch này có mấy diễn viên thử qua, kỹ thuật diễn đều mạnh hơn Lâm An Ni nhiều. Tuy nhiên Giang Phàm vẫn chưa hài lòng, anh cần phải tìm ra Kiều Hoàng hậu tốt nhất. Trong cảm nhận của mình, thiếu một chút cũng không được. Kỹ thuật diễn của Lâm An Ni như vậy, so với diễn viên bên ngoài còn kém xa, sao có thể để cho cô ta diễn nhân vật như vậy? Giang Phàm nói, nhân vật này thật sự không thích hợp với cô có thể qua xem thử ghi hình. Một chút cảm giác hoàng hậu cũng không có, hơn nữa tôi cảm thấy khí chất của cô cũng không phù hợp, vẫn là phim thần tượng hợp với cô hơn. Lâm An Ni tùy tay kéo ghế dựa ở bên cạnh qua ngồi xuống. Tôi mặc kệ, anh để tôi thử vai, tôi cũng tới rồi. Cái nhân vật này nhất định tôi phải có được. Dù sao hiện tại anh cũng không tìm được diễn viên thích hợp hơn tôi. Tôi liền ở chỗ này nhìn xem, nếu anh tìm không được, vậy phải để tôi diễn. Giang Phàm không đồng ý. Cô ngồi ở đây thì làm thế nào diễn viên có thể thử vai? Lâm An Ni đứng lên. Tôi đây ra phía sau, không cho người khác phát hiện ra là được. Dù sao tôi không đi, liền không đi. Giang Phàm bất đắc dĩ, anh cũng không thể trực tiếp gọi bảo an đuổi người, chỉ có thể tùy tiện cho cô ta, để mặc cô ta ngồi ở phòng bên cạnh, dặn dò cô ta không cho phép chạy ra quấy rối. Thử vai giằng cò cả ngày, lúc ăn cơm Giang Phàm cũng là để nhân viên đi mua cơm hộp. Người tới thử vai quá nhiều, một người tuy rằng chỉ dùng vài phút, nhưng tính lên thời gian liền hết cả ngày.
Kết quả tới buổi tối cũng không tuyển được nữ chính thích hợp. Lâm An Ni vô cùng đắc ý đi ra từ phòng kế bên. Cô ta ngồi một ngày chính là vì chờ kết quả như vậy. Xem đi, căn bản là không có người thích hợp. Nhân vật này chỉ có thể để cho tôi diễn thôi. Giang Phàm lắc đầu. Tôi nói cô không thích hợp. Anh chuyển hướng sang Kiều Na. Cô hỏi cố vấn lịch sử của tôi đi. Ban Ninh Hoàng hậu là kiểu người gì? Hình tượng này của cô có thể thông qua hay sao? Kiều Na không hiểu sao lại bị Giang Phàm hỏi. Suy nghĩ nói. Không thích hợp. Hoàng hậu có uy nghiêm của hoàng hậu. Lâm Tiểu Thư tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải cùng loại hình. Lâm An Nhi phát hỏa. Một cố vấn nho nhỏ như cô dựa vào cái gì nói tôi? Được thì cô diễn đi. Phàm ca nói tôi cũng liền thôi. Cô không xứng nói tôi không được. Kiều Na vốn nói chuyện khách khách khí khí với cô ta, không nghĩ tới người này nói chuyện lại khó nghe như vậy, trong lòng lập tức khó chịu. Hơn nữa Lâm An Ni này vẫn luôn ở đây khó xử Giang Phàm, Giang Phàm lại không tiện phát tác. Cô liền dứt khoát, rất không khách khí mà trả về một câu. Tôi diễn cũng còn tốt hơn so với cô. Mấy diễn viên vừa rồi đều mạnh hơn cô nhiều. Phàm ca là muốn tuyển ra một người chân chính thích hợp, cô không phải là tới quấy rối đấy chứ. Lời này nói ra Giang Phàm cũng cảm thấy hả giận, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Lâm An Ni xem ở trong mắt, càng tức giận. Được, vậy cô diễn thử đi. Nếu cô diễn tốt hơn tôi liền đi. Lập tức liền đi, không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Cô ta cũng không tin, tuy rằng kỹ thuật diễn của cô ta không thể nào gọi là quá tốt, nhưng dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, một cố vấn nho nhỏ lại dám nghi ngờ kỹ thuật diễn của cô ta. Cô ta lại muốn xem cố vấn này định giải quyết như thế nào đây. Kiều Na bị cô ta kích như vậy không phục nói. Diễn thì diễn, sợ cô không chịu được xấu hổ thôi. Giang Phàm nghe cô nói như vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bình luận của cư dân mạng anh thấy không lâu trước đây. Đó là nữ chính sao? Rất đẹp. Bởi vì Kiều Na bị chụp ở trong bức ảnh khiến cho cư dân mạng bình luận sôi nổi. Lúc ấy trong lòng Giang Phàm liền có một loại cảm giác quái quái. Hiện tại ngẫm lại, cái loại cảm giác này làm anh động tâm một cách khó hiểu. Đây chính là cảm giác về Đoan Ninh Hoàng hậu trong cảm nhận của anh. Chương 19. Ngôi sao mới. Lâm An Ni còn đang kêu gào. Được, được, cô liền diễn cho tôi xem. Để Phàm ca nhìn thử. Đừng tưởng rằng làm diễn viên là dễ dàng. Loại người ngoài nghề như cô còn chưa biết như thế nào là mất mặt đâu. Kiều Na hừ một tiếng. Cô nói như vậy tôi lại không muốn diễn. Cô muốn diễn tôi liền phải diễn à? Cô lại không phải là đạo diễn. Lâm An Ni cực kỳ tức giận. Từ lúc cô ta xuất đạo tới nay vẫn luôn rất thuận lợi, gia cảnh giàu có, cũng chưa bao giờ chịu người khi dễ. Càng không có ai dám cùng cô ta cãi nhau như vậy. Đối phương lại còn là một cố vấn lịch sử nhỏ nhỏ, cô ta làm sao chịu được? Nha đầu này trong chốc lát nói muốn diễn, trong chốc lát lại nói không diễn, căn bản không để ngôi sao lớn như cô ta vào mắt. Kiều Na vốn chỉ là muốn chọc tức Lâm An Ni này mà thôi, ai bảo cô ta mặt dày mày dạn mà nhất định đòi làm nữ chính. Chọc Phàm ca không vui. Lại nói nhân vật Đoan Ninh Hoàng hậu này, nếu để cho một cô gái thiếu hiểu biết, hành xử lớn lối như Lâm An Ni diễn, Kiều Na khẳng định sẽ làm mù mắt mình mất. Giang Phàm ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Nana, em diễn thử xem. Kiều Na sửng sốt. Em? Đúng vậy, em, diễn. Giang Phàm ngắn gọn mà trả lời. Lâm An Ni cười ha ha. Xấu mặt đi, Phàm ca chính là đạo diễn. Cố vấn như cô cũng phải nghe anh ấy, bảo cô diễn là cô phải diễn. Để tôi nhìn xem, cô có thể diễn tới cái đức hạnh gì. Thật không biết tự lượng sức mình. Kiều Na không phục, trừng mắt nhìn Lâm An Ni một cái nói. Tôi có không lượng sức thì diễn cũng tốt hơn cô. Giang Phàm duỗi tay đưa kịch bản qua. Muốn xem kịch bản không? Kiều Na lắc đầu, em đều đã ghi nhớ. Lúc cô vào, tùy tiện cầm kịch bản lên xem vài lần liền đã nhớ kỹ toàn bộ. Hơn nữa lúc xem thử vai, nghe các diễn viên đọc lời kịch một ngày cũng đã sớm quen thuộc. Tôi liền diễn đoạn kia của cô. Kiều Na quay sang nói với Lâm An Ni. Lâm An Ni cười càng lớn. Được, được. Chút nữa đem đoạn tôi diễn phát lại. Chúng ta so sánh thật kỹ một lần. Trong đầu Kiều Na nhẩm qua một lần lời kịch, tưởng tượng tới ngữ cảnh khi nói chuyện, chậm rãi đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái lúc mình là hoàng hậu. Ánh mắt cô chậm rãi biến lạnh, khóe miệng mang theo một tia ý cười, chậm rãi chuyển hướng nhìn Lâm An Ni, mỉm cười nói. Ta nói, kỳ phi muội muội, lúc này ta gặp được ngoài ý muốn, không phải là người nào đó trong cung này làm chứ.
Lúc nói ra những lời này, tuy rằng cô đang cười, lại hoàn toàn làm cho người ta không thể cảm giác được một tia ấm áp. Đối diện với ánh mắt của cô, bỗng nhiên Lâm An Ni có một loại cảm giác không rét mà run. Ánh mắt kiểu nà quét một vòng trên mặt Lâm An Ni, khóe môi gợi lên một cái tươi cười mê người, rồi lại âm lãnh nói: "Bổn cung biết, Kỳ Phi muội muội là người thiện lương như thế nào, đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Cũng chỉ trách bên người bổn cung không có nhà đầu trung tâm, có thể vì bổn cung bán mạng, thời điểm quan trọng liền tìm không ra người có thể dùng." "Ai, muội muội thật có cách dạy dỗ, không bằng đem nhà đầu Tiểu Uyển bên người muội muội tặng cho tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ thấy nàng ta rất có năng lực, thực sự vô cùng yêu thích." Bởi vì không có người tiếp lời kịch của Kiều Na, cô dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Muội muội là luyến tiếc sao? Không cần nhỏ mọn như vậy đâu. Không bằng như vậy đi, tỷ tỷ ta mượn dùng 2 ngày, qua 2 ngày ta lại đem nàng ta trả lại cho muội, như thế nào?" Lâm An Ni bị cô nhìn có một loại cảm giác như rơi vào động băng, ánh mắt Kiều Na mang theo cảm giác áp bách cường đại, làm cô ta có cảm giác muốn xoay người chạy trốn. Kỹ thuật dẫn này thật sự là quá điên rồ. Kiều Na nói xong lời kịch, phát hiện Giang Phàm cùng Lâm An Ni đều không nói gì, ngay cả trợ lý đứng ở một bên cũng ngơ ngác mà nhìn Kiều Na, vẫn không nhúc nhích. "Làm sao vậy?" Kiều Na không thể hiểu được. Lâm An Ni nửa ngày mới phản ứng lại, hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Kiều Na một cái. "Rõ ràng là xuất thân chính quy, còn ở trước mặt tôi giả tiểu bạch cái gì? Giang Phàm, vốn dĩ anh tính toán nâng đỡ người mới này đúng không? Những cái trên Weibo trước đó là cố ý làm để trải đường đi, đem mọi người làm khỉ nhảy nhót có ý nghĩa sao?" Nói xong cầm lấy túi sách, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Kiều Na khó hiểu: "Cô ta lại làm sao thế? Không gây chuyện với em nữa à?" Giang Phàm ngẩn ra nửa ngày, bỗng nhiên nói: "Em chính là Đoan Ninh Hoàng hậu." Kiều Na hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là: "Làm sao Giang Phàm biết được?" Tuy nhiên suy nghĩ lại, cô liền hiểu rõ, đây là Giang Phàm đang nói kỹ thuật diễn của cô tốt hay sao? "Quá khen rồi." Kiều Na cười cười: "Em cũng chỉ tùy tiện diễn, kỳ thật em cũng không biết diễn kịch. Ở cổ đại cô gặp dịp thì chơi, nhưng loại trình diễn trên sân khấu như này, lấy thân phận của cô tuyệt đối sẽ không làm. Vừa rồi chẳng qua là dùng cảm giác Đoan Ninh Hoàng hậu nguyên bản của cô để nói vài câu lời kịch mà thôi. Nếu thay đổi thành nhân vật khác, căn bản cô không biết nên thể hiện như thế nào." Giang Phàm chỉ là ngơ ngác mà nhìn Kiều Na, nửa ngày cũng không biết nên nói lời gì. Lúc nghe được truyền thuyết về Đoan Ninh Hoàng hậu, Giang Phàm mới chỉ có 5 tuổi, khi đó ấn tượng đối với cái truyền thuyết này vô cùng khắc sâu. Sau này, lúc anh tính toán tự mình quay phim truyền hình, thứ đầu tiên nghĩ tới chính là truyền thuyết lịch sử về Đoan Ninh Hoàng hậu. Tuy rằng đề tài này có chút khó khăn, tài liệu cũng không dễ tìm, Giang Phàm vẫn muốn tự tay làm lấy, đem bộ phim truyền hình này quay tốt. Trong cảm nhận của anh, vẫn luôn có một hình tượng mông lung về Đoan Ninh Hoàng hậu, chỉ là chính anh cũng không nói nên lời đó là cảm giác như thế nào. Nhưng hiện tại anh rốt cuộc đã tìm được rồi. Kiều Na cho anh cảm giác chính là Đoan Ninh Hoàng hậu trong lòng anh đã suy nghĩ ngàn vạn lần. Lúc anh vừa mới bảo Kiều Na thử vai, cũng chỉ là cảm thấy ngoại hình khí chất của cô cùng Đoan Ninh Hoàng hậu có hơi tương tự, lại không nghĩ tới thật sự cô có kỹ thuật diễn tốt như vậy. Không mang theo một chút dấu vết của diễn xuất nào, lời kịch liền mạch lưu loát, liền phảng phất như bản thân cô chính là Đoan Ninh Hoàng hậu. Khi nói chuyện thì khí chàng cường đại, ngay cả Giang Phàm cũng cảm thấy không thể hô hấp. "Cô là làm sao làm được như vậy?" "Đương nhiên anh không biết, vị trước mắt này thật sự chính là Đoan Ninh Hoàng hậu." "Kiều tiểu thư." Bỗng nhiên Giang Phàm đứng lên, rất nghiêm túc mà nói. Kiều Na ngẩn ra, từ lúc cô gặp được Giang Phàm tới nay, người này liền vẫn luôn không sao đứng đắn, cô chưa bao giờ gặp qua bộ dạng nghiêm túc như vậy của anh. Hơn nữa cái cách xưng hô Kiều tiểu thư này giống như anh cũng chưa từng nói qua. "Sao thế?" "Hiện tại tôi chính thức mời em biểu diễn vai nữ số 1 Đoan Ninh Hoàng hậu trong phim." "Gì?" Kiều Na hoài nghi chính mình nghe lầm. "Cô diễn vai nữ số 1? Đùa cái gì vậy? Cô lại không phải là diễn viên. Nhiều diễn viên chuyên nghiệp như vậy anh không chọn, lại để thường dân như cô làm diễn vai nữ số 1. Hơn nữa cô chưa từng nghĩ tới mình làm diễn viên đâu." "Mời em nghiêm túc mà suy nghĩ. Ý kiến của tôi vô cùng hy vọng em sẽ diễn nhân vật Kiều Ninh này, bởi vì tôi cảm thấy em vô cùng thích hợp." Giang Phàm rất nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, Kiều Na không thể làm ra quyết định. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Em cũng không cần phải trả lời ngay. Giang Phàm nhìn thấy Kiều Na do dự. Nhưng tôi muốn em ngẫm nghĩ lại cảm giác khi biểu diễn vừa rồi, em thích không? Kiều Na nghiêm túc suy nghĩ, cô không thể không thừa nhận cái loại cảm giác này, ít nhất là cô cũng không chán ghét. Nhưng cô nhất thời có chút ngây ngốc, giống như khi mới xuyên đến thời đại này. Nếu như đồng ý, cô biết cuộc sống của mình sẽ có thay đổi rất lớn. Bộ phim này của Giang Phàm ở trên mạng đã bị bàn tán đến ồn ào huyên náo, độ chú ý cực cao. Nếu cô diễn vai nữ số 1 thì trở thành một ngôi sao mới trong giới giải trí cũng là điều tất nhiên. Chuyện này có quan hệ rất lớn đến cuộc sống về sau của cô. Từ Đại Yến Triều, không hiểu được nguyên nhân mà xuyên qua tới nơi này, Kiều Na vốn là muốn điều tra rõ lúc cô xuyên qua đã xảy ra vấn đề gì, sau đó sẽ tìm cách xuyên trở về. Lúc ấy nghĩ chính là người trong cả gia đình đều trông cậy bản thân hoàng hậu này chống lưng. Tuy nhiên lúc sau tra xét tài liệu lịch sử, người nhà của cô sau khi cô xuyên qua hình như sống cũng không tệ lắm. Đối với Yến Hiếu Công, sau khi cô tới nơi này vốn tưởng rằng mình sẽ rất tưởng niệm hắn, nhưng qua mấy ngày nay Kiều Na phát hiện bản thân lại rất ít khi nhớ tới người này. Sau khi rời đi, cô cảm thấy cuộc sống trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí nếu có thể cô còn muốn dùng thân phận Kiều Na này sống tiếp, tự do tự tại mà sống. Ngày tháng mà Kiều Na ở Đại Yến Triều trôi qua thật sự không vui vẻ một chút nào. Cô không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, không thể lựa chọn vận mệnh của bản thân. Từ khi 5 tuổi, sau khi phụ thân tuyển định cô trở thành người cạnh tranh vị trí hoàng hậu, sinh hoạt của cô liền ngày ngày trải qua các loại học tập, mà những nội dung học tập này lại chỉ để tạo niềm vui cho một người đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp qua. Sau khi vào cung, một mình cô ở trong cung nơm nớp lo sợ mà tồn tại. Trong sinh hoạt, nơi trốn cẩn thận, mảy may sai lầm cũng không dám. Sợ bị người ta bắt được nhược điểm. Rốt cuộc, sau khi trở thành hoàng hậu, một người để trò chuyện tâm sự thật tâm bên người cũng không có. Ngay cả lúc Yến Hiếu Công nói chuyện cùng, cô cũng không thể muốn nói cái gì thì nói cái đó. Một câu nói cũng phải luôn tự cân nhắc, mãi mới có thể nói ra. Phi tử của Yến Hiếu Công rất nhiều. Mỗi tháng Kiều Na có thể ở cùng Yến Hiếu Công 3-4 ngày đã xem như nhiều. Phần lớn thời gian cô đều cô đơn một mình. Cô không thể thương tâm, không thể oán trách, còn phải làm ra bộ dáng hòa hợp, êm ấm với tất cả các tỷ muội. Sau đó cô cũng dần dần quen thuộc, cũng không cảm thấy có cái gì. Yến Hiếu Công qua đêm ở chỗ phi tử khác, tuy rằng cô không vui, nhưng trong lòng đã không còn cảm thấy ghen ghét, chỉ là có hơi thất vọng. Hiện tại ngẫm lại, tình cảm của cô đối với ông chồng hoàng đế này có lẽ cũng không quá sâu đậm như cô tưởng. Yến Hiếu Công đối đãi với cô xác thật không tồi, phong cô làm hậu, vinh quang lục cung, nhưng cô không cho rằng đó là yêu. Đó chỉ là bởi vì năng lực, gia thế, tâm cơ của cô chiến thắng tất cả phi tử, vị trí này là của cô. Nếu cô thua, Yến Hiếu Công cũng sẽ không chút do dự phong người khác làm hậu, cũng không phải cô thì không được. Tình cảm đối với triều đại Yến này cũng không có chấp nhất như cô tưởng lúc ban đầu, cô đã không còn cảm thấy chính mình không thể không trở về. So với sinh hoạt tôn quý của hoàng hậu, cô càng cảm thấy sinh hoạt của Kiều Na tốt đẹp hơn rất nhiều. Là một thiếu nữ hiện đại, mặc dù gia cảnh bần hàn, cô vẫn như cũ có thể lựa chọn nhân sinh của mình. Cô có thể có được một người chồng chỉ yêu một mình cô, mặc dù người nọ hai bàn tay trắng, nhưng lại có thể bên nhau cả đời, hứa hẹn không rời không bỏ. Chế độ một vợ một chồng gì đó quả thực là quá nhân tính hóa. Hiện tại Kiều Na có thể lựa chọn sinh hoạt mình muốn, cô thích làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần cô không đi hại người thì không có người tới can thiệp. Muốn cùng ai làm bạn bè thì liền cùng với người đó làm bạn bè, cô có thể trò chuyện thoải mái, nói hiêu nói vượn đều có thể. Đây là điều trước kia cô không sao dám tưởng tượng. So với thân phận tôn quý, sinh hoạt hoa lệ, cô càng hướng tới phần tự do tự tại này hơn. Giang Phàm đứng ở bên người Kiều Na, lặng lặng chờ đợi. Anh biết quyết định này đối với Kiều Na mà nói ý nghĩa rằng cả cuộc đời này có khả năng sẽ hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc, Kiều Na mở miệng. Em đồng ý. Giang Phàm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy một cục đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống. Anh vươn tay, hợp tác vui vẻ. Kiều Na hơi hơi mỉm cười cũng vươn tay, cùng bắt tay Giang Phàm. Hợp tác vui vẻ. Buổi tối hôm nay, Kiều Na trở lại ký túc xá, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Cô làm ra quyết định trở thành diễn viên, đồng thời cũng làm ra quyết định trở thành một thành viên của thời đại này. Cô là Kiều Na, không còn là Đoan Ninh hoàng hậu,
Cô có sinh hoạt của chính mình, cô sắp vì sinh hoạt tốt đẹp của tương lai mà nỗ lực phấn đấu. Bỗng nhiên cảm thấy rất thích thời đại có khả năng không giới hạn này. Bên kia, Giang Phàm mở di động ra, tìm lại một cái Weibo cũ, nhấn vào chỗ trả lời. Trả lời, đó là nữ chính sao? Rất đẹp. Đúng vậy, bạn rất có mắt nhìn. Chỉ trong nháy mắt, cái Weibo này liền bùng nổ, nữ chính chậm chạp chưa tuyển ra, lại lấy một loại phương thức như vậy để tuyên bố. Ngay sau đó, Giang Phàm đã phát một Weibo khác. Tên của bộ phim mới đã được định, Đoan Ninh Hoàng Hậu Truyện, cảm ơn đã ủng hộ. Cái tên này vô cùng đơn giản dễ hiểu, nhưng nó lấy cụm Đoan Ninh Hoàng Hậu, liền đại biểu cho vai chính thứ nhất trong phim truyền hình chính là Đoan Ninh Hoàng Hậu. Nói cách khác, nam chính Giang Phạm Anh cũng phải xếp sau cô. Quả thực là dùng cả bộ phim tới để nâng đỡ một người. Hơn nữa, người này vẫn còn là một người mới, chưa ai biết tên. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, người này có tài đức gì mà lại có cơ hội lớn như vậy. Đến ngay sau đó chính là các loại nghi ngờ. Có phải cô ấy tự mang tiền đầu tư để thăng cấp hay không vậy? Quy tắc ngầm. Fan club cả nước của Giang Phạm chia sẻ Weibo của Giang Phạm không lâu sau đó cũng bình luận: Hoàng hậu nương nương chỉ phục vụ bà chủ. Tiếp theo, fan club cả nước của Giang Phạm lại đăng một cái Weibo dài, đem tất cả những việc làm như vậy trên tài khoản Weibo của Kiều Na từ lúc bắt đầu đến hiện tại tập hợp lại. Fan của Giang Phạm hoàn toàn lấy fan club cả nước làm trung tâm. Sau khi các fan của Giang Phạm nghiêm túc hiểu rõ tình huống, đại bộ phận người đều thực thống nhất mà đứng về phía Kiều Na. À, muội tử rất đáng yêu, thì ra là học bá của đại học B, thật lợi hại. Ngọt quá, bà chủ yêu Phạm Ca như vậy, làm sao phạm nhân có thể không ủng hộ? Người mới thì sao? Ai nói không cho người mới diễn nữ chính? XXX kia không phải cũng là thân phận người mới diễn vai nữ chính sao? Lúc bà chủ chúng ta đóng phim nhất định phải chiếu cố tốt cho Phạm Ca nha. Còn có, mặt nạ khi nào giao vậy? Tôi đặt 10 phần đó. Trên Weibo, người ủng hộ, người phản đối đều rất nhiều. Hai bên tranh luận cả một đêm không ngừng nghỉ. Mà Giang Phàm bên này, đêm nay cũng không bình tĩnh nổi. Mấy nhà đầu tư lục tục gọi điện thoại tới chỉ trích anh tự mình để người mới làm nữ diễn chính. Trong điện thoại, Giang Phàm giải thích cho từng người cũng không tiện, dứt khoát mời tất cả bọn họ đến nhà anh nói chuyện. Không bao lâu sau, nhóm nhà đầu tư liền tới. Sau khi vào cửa thì không chút khách khí mà bắt đầu chỉ trích. Cậu cũng quá không xem trọng đầu tư của chúng tôi. Dùng một nữ diễn viên mới có thể mang đến bao nhiêu fan chú ý chứ? Đúng rồi, nếu phim này thất bại, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Chúng tôi đầu tư cho cậu, không phải để anh nuôi nữ chính như vậy. Không ít nhà đầu tư đề cử cho Giang Phàm những nữ diễn viên có quan hệ tốt với mình đều bị Giang Phàm cự tuyệt. Hiện tại lại để cho một người mới diễn thì làm sao bọn họ không giận? Giang Phàm tâm bình khí hòa, mà nghe bọn họ oán giận xong sau đó nói: Các vị, như vậy đi, tôi ở trên mạng khởi xướng một đợt bỏ phiếu, chúng ta cùng nhau chờ, lấy thời hạn là 2 tiếng. Nếu phiếu ủng hộ thấp hơn 80%, tôi thay người. Nhóm nhà đầu tư hai mặt nhìn nhau, một người mới, phiếu ủng hộ sao có thể cao hơn 80%? Giang Phàm mở máy tính lên, tải lên một đoạn video, sau đó khởi xướng bỏ phiếu. Video chính là Kiều Nam biểu diễn lúc thử vai. Anh cho người cắt nối biên tập ra, cũng cắt bỏ đoạn của Lâm An Ni, chỉ để lại màn ảnh Kiều Nam biểu diễn. Giang Phạm viết: Xem xong đoạn video này, hãy bỏ phiếu quyết định diễn viên này có đủ tư cách diễn vai Đoan Ninh Hoàng Hậu hay không. Nhớ kỹ, nhất định phải xem video trước. Nếu bỏ phiếu bừa bãi, Phạm Ca sẽ không vui. Thời gian là 2 tiếng. Các cư dân mạng khắp nơi còn chưa ngủ lập tức click mở video. Tin video truyền phát đạt tới trên 2 vạn trong vòng 5 phút đồng hồ. Giang Phạm biết mấy nhà đầu tư trước mặt anh đều có năng lực để đem kết quả bỏ phiếu áp xuống trong thời gian ngắn, cho nên anh không cho bọn họ rời đi, tất cả cùng nhau chứng kiến kết quả bỏ phiếu. Dưới Weibo, nháy mắt bắn ra vô số bình luận: Bái phục, kỹ thuật diễn quá bùng nổ, diễn thật tốt, em chọn ủng hộ, Phạm Ca, em có ngoan không? Thì ra giá trị nhan sắc của bà chủ cao như vậy, quá đẹp mắt rồi. Hắc chuyển phấn, đây mà là người mới, có kỹ thuật diễn cùng giá trị nhan sắc thế này, sớm phải nổi tiếng rồi đi. Ánh mắt của Phạm Ca, bộ phim mới này không nổi, không có đạo lý. Nhìn video, mấy nhà đầu tư cũng không nói nên lời. Ngay cả bọn họ không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật diễn tốt xấu vẫn nhìn ra được.
Khi đối diện với ánh mắt của Kiều Na trong video, bọn họ không hẹn mà đều cùng có một loại cảm giác khiếp hoàng. Loại khí chàng cường đại này, liên tính là một lão đại, diễn viên cũng không thể đạt tới hoàn mỹ như vậy. Có hai nhà đầu tư yên lặng mà đứng lên, xoay người đi mất. Còn lại vài người dùng ánh mắt trao đổi nhau, cũng lục tục mà đứng dậy rời đi. Đáp án còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai tiếng sau, số người bỏ phiếu đạt tới trên 10 vạn, phiếu ủng hộ Kiều Na hơn 90%. Giang Phàm kết thúc bỏ phiếu, phát một cái Weibo. Thực lực là chứng minh tốt nhất. Cảm ơn mọi người. Mong mọi người ủng hộ Đoan Ninh Hoàng Hậu Truyện. Kiều Na nằm ở trên giường, động thái trên Weibo của Giang Phàm, cô đều thấy được. Phía dưới Weibo của cô cũng đã náo loạn lên. Fan của cô nháy mắt tăng hơn 10 vạn, tốc độ tăng nhanh đến chóng mặt. Mỗi phút có trên 100, thậm chí 1.000. Phía dưới những Weibo có liên quan tới kiến thức lịch sử của cô cũng đã đạt vạn bình luận, hơn 10 vạn lượt thích. Thời gian mấy tiếng, từ bắt đầu chửi rủa, nghi ngờ, sau đó trở thành ủng hộ, cô nhìn ra được Giang Phàm đối với chuyện này thật sự rất dụng tâm. Cô có thể thực yên tâm mà đem sự tình giao cho Giang Phàm. Cô tin tưởng anh có thể xử lý tốt. Sáng sớm hôm sau, nhân dân cả nước đều biết tin tức Kiều Na sắp đóng vai Đoan Ninh Hoàng hậu này. Diệp Thanh gọi điện thoại tới kích động vô cùng. Na Na, mình nghe nói cậu được chọn đóng Đoan Ninh Hoàng hậu. À, cậu quá tuyệt vời. Đêm qua mình đã muốn hỏi cậu, lại sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nhịn suốt một buổi tối nghẹn chết mình. Được rồi, cũng không có khoa trương như cậu nói đâu. Na Na, cậu phải ký tên cho mình, ký 100 tờ. Mình muốn nói cho mọi người biết bạn cùng phòng của mình là ngôi sao. Na Na, một đầu hắc tuyến. Được, 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 ký tên cho cậu, bao nhiêu cũng ký. Mình có thể tới phim trường thăm cậu không? Thật là muốn đi nha. Cái này mình phải hỏi đạo diễn, chính là Phạm Ca. Công việc của cậu bận rộn như vậy, có thời gian sao? Thanh Thanh nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Ông chủ của mình đúng không phải là người mà. Kiều Na vừa nói chuyện xong với Diệp Thanh, liền có một cuộc điện thoại gọi tới. Cô nhìn thoáng qua, người gọi tới là em trai. Cô cùng người nhà của nguyên chủ rất ít liên hệ, mấy ngày nay tới giờ cũng chỉ ngẫu nhiên gửi WeChat nói cho bọn họ mình sống rất khá, em trai học tập rất khẩn trương, căn bản cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Cha mẹ không dùng WeChat, lại không nỡ gọi điện thoại, nói là tiền điện thoại đường dài rất đắt. Ngay cả Kiều Na gọi điện thoại tới cũng nói không quá hai câu liền dập máy. Cha mẹ làm việc vất vả, kiếm tiền cũng không được nhiều, ngày ngày vô cùng tiết kiệm. Hơn nữa tính tình hai người này đều là mộc mạc thành thật, không giỏi nói chuyện. Tuy rằng bọn họ rất quan tâm con gái, nhưng cũng không biết biểu đạt, chỉ hỏi cô có thiếu tiền hay không, có cần trong nhà chuẩn bị chút tiền gửi lên hay không. Em trai của Kiều Na là Kiều Kỳ, năm nay học lớp 12, sang năm liền phải thi đại học. Khi cậu ấy gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng hưng phấn. Chị, em nghe nói chị được làm ngôi sao. Kiều Na cười nói, đứa nhỏ này như thế nào khoa trương giống như Diệp Thanh vậy. Chị quá tuyệt vời, về sau em có thể nói với bạn học. Chị của em là ngôi sao, mấy ngày nay em đang làm bài tập ở nhà, vẫn có bạn học nhận ra chị, nói với em bọn họ hâm mộ đến chết. Hôm nay còn có một bạn học nữ tỏ tình với em đó. Kiều Na không nghĩ tới trẻ em hiện đại lại thực tế như vậy, dặn dò một câu. Học tập thật tốt, không được bị chuyện của chị ảnh hưởng, nếu thi không đậu đại học, chị sẽ không nhận em, đứa em trai ngốc này. Biết rồi, chị gái. Chị tốt nghiệp đại học B, em trai ít nhất cũng phải thi đậu đại học B, không thể để mất mặt. Cũng không cần chị nói, nếu em không thi đậu đại học B hoặc là trường học tốt hơn, người xung quanh đều sẽ chê cười em. Vẫn còn tính là hiểu chuyện, nghiêm túc học tập, không được suy nghĩ linh tinh. Em biết rồi, em đã từ chối bạn học nữ kia, em tìm bạn gái giá trị nhan sắc tốt xấu gì cũng phải không thể kém hơn chị đúng không? Tiểu tử thối, chuyên tâm đọc sách, không được suy nghĩ vớ vẩn nữa. Vâng, em đi đọc sách. Chị, em yêu chị. Sao sao? Kiều Na tắt điện thoại. Hiện tại cô đã có sự nghiệp của chính mình, chỉ là còn chưa kiếm được tiền. Hương cao thủy tinh mấy ngày nay đã có thể ra hàng hóa, chờ cô kiếm được số tiền thứ nhất để cha mẹ nghỉ việc, ở nhà an hưởng, không cần lại đi ra ngoài làm việc vất vả. Tuy hiện tại cô vẫn chưa có tiền, nhưng rất nhanh sẽ có thực lực nuôi sống người một nhà. Cô chắc chắn sẽ phụng dưỡng cha mẹ thật tốt. Nhưng cô vẫn hy vọng Kiều Kỳ tự mình phấn đấu, không muốn em ấy trưởng thành trở thành một đứa nhỏ không có tiền đồ, chỉ biết dựa vào chị gái.
Rốt cuộc Kiều Kỳ là đứa con trai duy nhất trong nhà, Kiều Na có thể giúp cậu, nhưng không thể đem cậu chiều hư. Cô vừa tắt điện thoại thì Giang Phàm gọi tới. Đến nhà cô đi, ngay bây giờ. Giang Phàm nói. Kiều Na đã quen với bộ dạng Giang Phàm nói chuyện không đầu không đuôi, cũng không hỏi vì sao liền đồng ý. Lúc ra cửa, cô muốn bắt xe taxi. Ngày tháng về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại cô đã không cần vất vả chen lấn trong đầu điện ngầm. Chỉ là xe taxi rất khó đón, cô chờ nửa giờ mới gọi được. Kiều Na cảm thấy nếu có thời gian, tốt nhất là nên đi thi bằng lái. Đến nhà cổ, Kiều Na nhìn thấy hai người không quen biết. Đây là đồng sự trong tổ trang phục. Giang Phàm đơn giản giới thiệu. Hôm nay em thử trang phục, đem ảnh tạo hình đăng lên trên mạng, cũng coi như là làm tuyên truyền. Chương 20. Hình ảnh định trang. Cái gọi là hình ảnh định trang chính là ảnh chụp sau khi diễn viên vào vai nhân vật, là kết quả của mô tả và ý định của đạo diễn theo kịch bản. Trước khi phim bắt đầu quay, nhiếp ảnh gia sẽ hợp tác với bộ phận nghệ thuật, trang phục, ánh sáng để khám phá và nghiên cứu nhân vật, sau đó chọn ra hình ảnh phù hợp nhất để làm cơ sở tạo hình cho nhân vật trong thời gian quay phim. Các đồng nghiệp trong tổ đạo cụ còn đang bận rộn, nhìn thấy Kiều Na đều chào hỏi rất nhiệt tình. Bọn họ đã nghe nói việc Kiều Na sắp đóng vai Đoan Ninh Hoàng hậu. Đối với bọn họ mà nói, Kiều Na là bạn tốt của mình sắp biểu diễn vai nữ số 1, bọn họ bắt đầu làm đạo cụ càng nhiệt tình hơn. Quần áo này thật xinh đẹp, anh Lục ở bên cạnh xen vào một câu. Nhìn dáng vẻ không rẻ đâu nhá. Chị Hoa phụ trách tổ trang phục cười nói, anh Lục thật là biết nhìn hàng, làm ra một bộ đồ này tốn không dưới 5 vạn đồng đâu. Hoa văn ở mặt trên này là được 10 vị nghệ nhân thêu thủ công lên. Hơn nữa anh xem, không phải thêu đơn tầng, để nhìn được lập thể, tổng cộng là thêu 8 tầng đó. Cô gọi các đồng nghiệp cùng nhau xem quần áo bày ra, quả nhiên là lung linh rực rỡ, vô cùng hoa lệ. Kiều Na khen, quá lợi hại, hoa thức này cũng là phục chế lại đồ án trên phượng bào của Đại Yến Triều, mọi người dụng tâm cũng không ít. Chị Hoa dẫn dắt các tổ viên làm bộ quần áo này thực sự là phí vô số tâm huyết. Cô ấy nghe Kiều Na có thể nói được hoa văn bên trên, lập tức có một loại cảm giác gặp được tri âm. Kiều tiểu thư thật là biết hàng, chúng tôi nghiên cứu thật lâu mới có thể thiết kế ra mẫu hoa văn này, đã dựa theo kích cỡ của Kiều tiểu thư sửa qua. Kiều tiểu thư thử xem, quần áo này có vừa vặn không? Kiều Na nói, kích thước rất vừa vặn, mọi người vất vả rồi. Chị Hoa cười nói, không vất vả, không vất vả. Kiều tiểu thư theo tôi, chúng ta đi thử trang phục. Người của tổ hóa trang đã chờ ở bên trong, đợi chút tạo hình định trang xong, nhất định là rất đẹp. Cô ấy dẫn Kiều Na đi đến phòng hóa trang phía sau, đi hai bước lại quay đầu lại nói, trang phục của Phàm Ca cũng rất đẹp. A Thu, em đi lấy lại đây để Phàm Ca nhìn thử, đợi Kiều tiểu thư tạo hình xong, lại để Phàm Ca. Phàm Ca, không ngại chứ? Giang Phàm cười nói, xem ra, vị hoàng hậu nương nương này so với hoàng đế tôi đây còn được sủng ái hơn. Được thôi, trẫm khoan hồng độ lượng, không ngại. Chị Hoa bị anh chọc đến cười ha ha, dẫn Kiều Na tới phòng hóa trang, giới thiệu cho Kiều Na về chuyên viên trang điểm của cô, Tiểu Vũ. Xin chào Tiểu Vũ tiểu thư, làm phiền cô rồi. Kiều Na cười chào hỏi một cái. Tiểu Vũ là một cô gái phương Nam rất thẹn thùng, mỉm cười đáp lại nói, chào cô, Kiều tiểu thư, có thể hợp tác cùng cô, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Kiều Na phải trang điểm trước mới có thể mặc quần áo, bởi vì quần áo quá mức quý trọng, lo lắng có đồ trang điểm rơi xuống sẽ làm bẩn mất. Tiểu Vũ vô cùng chuyên nghiệp, để Kiều Na ngồi xuống liền bắt đầu dùng các loại dụng cụ trang điểm tô vẽ lên mặt cô. Đa số những dụng cụ này Kiều Na đều không biết tên, ở cổ đại cô cũng chưa từng gặp qua, nguyên chủ lại không am hiểu về trang điểm, cũng không nhận biết được mấy thứ này. Làn da của Kiều tiểu thư thật sự là quá đẹp. Tiểu Vũ vừa trang điểm vừa hâm mộ mà nói, quá khen rồi Tiểu Vũ, da của cô cũng rất đẹp. Kiều Na nói, rất trắng, cảm giác rất tinh tế. Cô nói cũng không phải là khen tặng, cô thật sự cảm thấy như vậy. Làn da của Tiểu Vũ trắng nõn, một chút tì vết cũng không có. Tiểu Vũ thở dài, hay, cô đã quên tôi chính là chuyên viên trang điểm à. Trên mặt tôi vốn có rất nhiều mụn, là tôi dùng đồ trang điểm để che lại, bởi vì kỹ thuật tương đối thuần thục, cho nên Kiều tiểu thư không thấy mà thôi. Kiều Na mở to hai mắt, thật không? Cô nói như vậy phải làm tôi nghĩ tới, gần đây tôi đang làm một loại mặt nạ. Hai ngày này, hàng mẫu liền sẽ tới, lúc đó sẽ đưa cô thử xem. Được không?
Tiểu Vũ cười cười, cô đã dùng qua vô số mặt nạ đều không có hiệu quả gì, cũng không tin tưởng sẽ có loại mặt nạ nào có thể chữa khỏi mụn cho cô. Chẳng qua Kiều Na là có ý tốt, cô thực lễ phép nói cảm ơn. Vậy cảm ơn Kiều tiểu thư. Không cần khách khí. Kiều Na từ biểu tình của cô ấy là có thể nhìn ra, kỳ thật cô ấy không tin, cô cũng không hoàn toàn để ý. Mặt nạ dùng có tốt hay không, phải xem kết quả. Cô dùng miệng nói đương nhiên sẽ không ai tin cô. Mấy ngày hôm trước, nhà cung cấp phát WeChat nói là đã sản xuất xong nhóm hàng đầu tiên. Trong 2 ngày này, hàng mẫu liền có thể chuyển tới. Tất cả thủ tục đều đã làm đầy đủ hết, chỉ còn chờ thời gian giao hàng. Tính ra hẳn là Kiều Na có thể có được hàng mẫu trước buổi tối hôm nay. Tiểu Vũ một bên dùng cọ quét lên mặt Kiều Na, một bên nói chuyện phiếm cùng cô. Kiều tiểu thư, trước kia sao lại không thấy phim của cô diễn vậy? Kiều Na nói, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, nếu có cái gì không hiểu, cô nhất định nói với tôi nha. Tiểu Vũ gật đầu, được, tính tình của Kiều tiểu thư thật dễ chịu. Trước kia tôi hóa trang cho những diễn viên đó tính tình đều rất lớn, không chú ý liền sẽ bị mắng. Không thể nào, Kiều Na có chút không thể tin được. Kỹ thuật hóa trang của cô tốt như vậy, tôi rất thích. Đúng rồi Tiểu Vũ, cô rảnh rỗi có thể dạy tôi kiến thức trang điểm cơ bản không? Tôi rất muốn học. Tiểu Vũ gật đầu, được, không thành vấn đề. Tạo hình hoàng hậu của Kiều Na rất phức tạp, trừ bỏ trang điểm còn có kiểu tóc, trang sức. Những cái này không phải một mình Tiểu Vũ có thể làm hết. Tiểu Vũ trang điểm khuôn mặt xong, để cho mấy đồng nghiệp lại giúp Kiều Na tạo kiểu tóc, thêm những việc linh tinh vụn vặt khác, tốn gần 2 tiếng mới hóa trang xong. Sau đó chị Hoa mang Kiều Na đi thay quần áo, một bước này thật ra nhanh hơn nhiều. Sau khi mặc xong, chị Hoa lôi ra phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm Kiều Na tán thưởng nói, Kiều tiểu thư quả thật rất thích hợp với bộ quần áo này, quả thực chính là vì cô lượng thân làm theo yêu cầu. Trong phòng không có gương, Kiều Na không thấy tạo hình của mình, loại trang phục này cô cũng không xa lạ, mặc vào cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Mặc vào trang phục của Đoan Ninh Hoàng hậu, Kiều Na liền tìm lại được cảm giác của Đoan Ninh Hoàng hậu, thong thả mà trầm ổn đi về phía trước 2 bước. Được rồi, vào studio thôi. Phòng bên cạnh đã cải tạo thành studio, Kiều Na đi theo chị Hoa, nhìn thấy Giang Phàm đang ngồi ở đó chơi di động. Phàm ca, thế nào? Chị Hoa nói giống như reo. Phàm ca ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Kiều Na rồi liền không thể rời đi nữa. Ở trong tưởng tượng của anh, Kiều Na mặc vào trang phục của Đoan Ninh Hoàng hậu hẳn là rất đẹp. Nhưng khi Kiều Na thật sự mặc vào, anh liền biết tạo hình này đâu chỉ là đẹp, quả thực là quá đẹp. Trong mỹ lệ, mang theo uy nghiêm, yêu nhã mà trang trọng, giơ tay nhấc chân, mang theo khí chàng cường đại, quả thực làm anh hoài nghi cô có phải là Đoan Ninh Hoàng hậu chuyển thế. Ngẩn người gì vậy? Kiều Na đi đến phía trước bối cảnh, không phải muốn chụp ảnh sao? Phàm ca, tạo hình này của em có được không? Tốt đến không thể tốt hơn. Giang Phàm gật đầu như băm tỏi. Nói xem, mắt nhìn của tôi sao lại tốt như vậy? Sao lại tốt như vậy chứ hả? Chị Hoa ở bên cạnh lôi kéo góc áo Giang Phàm. Phàm ca, anh nên đi hóa trang đi, đừng mãi nhìn kiểu tiểu thư người ta. Đi thôi. Ồ ồ. Giang Phàm phản ứng lại. Cái kia, A Côn, cậu chụp chân dung một mình Nana trước, lát nữa tôi hóa trang xong lại đến chụp ảnh chung với cô ấy. Được rồi, Phàm ca yên tâm, nhất định đem ảnh chụp đến xinh đẹp. Nhiếp ảnh gia A Côn xua xua tay với Giang Phàm, nhanh đi hóa trang đi, đừng làm cho Kiều tiểu thư người ta chờ quá lâu, bộ trang phục này mặc vào rất vất vả đấy. Được được được, tôi đi ngay đây. Giang Phàm gật đầu đi cùng chị Hoa. Vài người vừa hóa trang cho Kiều Na chạy tới xem A Côn chụp ảnh, hóa trang cho Giang Phàm cũng không có việc của bọn họ, nhàn rỗi không có việc liền tới đây nhìn xem tác phẩm của chính mình ở trên màn ảnh có đẹp hay không. A Côn rất nổi danh trong ngành, lúc này Giang Phàm mời nhân viên đoàn làm phim đều là đoàn đội chuyên nghiệp có danh tiếng tốt. Có không ít người trước kia đã hợp tác qua. Mấy năm trước, A Côn từng giúp Giang Phàm chụp ảnh quảng cáo, hai người quan hệ còn rất không tồi. Nhìn thấy ánh mắt Giang Phàm nhìn Kiều Na, có lẽ người khác chỉ cảm thấy là thưởng thức đơn thuần. Nhưng đối với A Côn, một nhiếp ảnh gia nhạy bén quan sát, anh cảm thấy có chút không giống nhau. Nhưng mấy thứ này rất mơ hồ, A Côn cũng không thể khẳng định. Thường ngày anh là người có đạo đức nghề nghiệp, cũng không nói thêm gì, xua xua tay với Kiều Na. Kiều tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi. Hãy đứng ở giữa, đúng, mỉm cười, tay đặt ở, tốt lắm, tư thế này của cô rất tốt, đừng nhúc nhích.
Trước đó Acon thiết kế mấy động tác là do anh chuyên môn tìm kiếm tài liệu liên quan đến các cô gái quý tộc cổ đại, thiết kế mấy dáng vẻ phù hợp thân phận hoàng hậu. Nhưng kiểu Na hoàn toàn không cần anh chỉ bảo, làm còn tốt hơn so với anh tưởng tượng. Động tác của cô biểu hiện ra khí độ làm cho Acon cảm thấy chính là một hoàng hậu chân chính nên có như vậy. Anh cầm lấy camera, liền chụp mấy chục bức ảnh, lại bảo Kiều Na thay đổi vài tư thế. Không bao lâu liền chụp xong. Cùng Kiều Tiểu Na hợp tác thật sự quá vui vẻ. Acon bỏ camera xuống. Những tư thế động tác này đều quá hoàn hảo. Kiều Na cười nói, quá khen, chúng tôi học lịch sử hiểu được một ít mà thôi. Anh Acon vất vả rồi. Acon nói, tôi không vất vả, cô mặc thành như vậy mới vất vả đó. Mau ngồi xuống nghỉ một lát, tôi cho cô xem ảnh chụp. Kiều Na thật sự rất mệt. Thân quần áo này của cô ước chừng có 7-8 tầng, mặc vào vô cùng nặng, cũng rất nóng. Tuy rằng thời tiết khá mát mẻ, nhưng vẫn có chút cảm giác rầu rĩ. Acon mở camera, đem từng bức ảnh chụp mở lên, cùng thưởng thức với Kiều Na. Quá đẹp, quả thực không cần chỉnh sửa, trực tiếp là có thể đăng lên. Acon tán thưởng nói, Kiều tiểu thư rất thích hợp với tạo hình này. Là anh Acon chụp đẹp. Kiều Na mỉm cười nói, hai người xem xong ảnh chụp, nhân viên công tác khác cũng chen qua xem. Kiều Na liền ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện phiếm với nhân viên công tác, vừa chờ Giang Phàm. Tạo hình của Giang Phàm tuy rằng tương đối đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng không phải không tốn thời gian. Kỳ thật, trong giới giải trí có thể có tính tình tốt như Kiều tiểu thư cũng không nhiều lắm. Acon nói, phần lớn người còn chưa nổi tiếng đã khinh thường chúng tôi, những người công tác phía sau màn ảnh. Kiều tiểu thư quay xong bộ phim này nhất định sẽ rất nổi, nhưng có thể đối đãi hiền lành với người khác như vậy thật sự cũng không dễ dàng. Mọi người cùng nhau đóng phim vất vả, không cần khách khí như vậy. Kiều Na nói, mọi người đừng gọi tôi là Kiều tiểu thư, kêu tôi là Nana là được, tôi cũng gọi mọi người bằng tên, mọi người không ngại chứ? Mấy nhân viên công tác ngồi vây quanh đều vui vẻ. Vậy về sau sẽ kêu tên của Kiều tiểu thư, Nana, cái tên này cũng rất thường thấy. Trong tổ hóa trang của chúng ta cũng có một người. Kiều Na cười, là tiểu thư tạo mẫu tóc kia sao? Tôi thấy cô ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi, nếu không chúng ta kêu cô ấy là tiểu Nana được không? Được đó, ha ha. Chị Nana, em không nhỏ đâu. Tiểu Nana cố ý sụ mặt, người ta chỉ là phát dụng muộn một chút. Hừ, tuy nhiên em thích. Sinh hoạt của Kiều Na ở niên đại kia cấp bậc nghiêm ngặt, sau khi cô xuyên tới hiện đại lại phát hiện giữa người với người là bình đẳng, cảm thấy đây mới chính là hình thái ở chung chính xác giữa người với người. Tựa như lần đầu tiên Giang Phạm nhìn thấy cô, tuy rằng anh là ngôi sao, còn cô là sinh viên nghèo, lại không có biểu hiện của một tia kiêu căng. Lúc cô bần cùng nhất, trong lòng cũng không có nửa điểm tự ti. Cũng không phải bởi vì cô đã từng là hoàng hậu, mà ở trong lòng cô cũng không cảm thấy chế độ cấp bậc là đúng. Trong lúc làm hoàng hậu, cô không thể thay đổi những điều này. Nhưng nếu có thể lựa chọn thì cô sẽ định lựa chọn đối đãi mọi người bình đẳng. Giang Phàm hóa trang trở ra, mới vừa tiến vào studio, nhìn thấy Kiều Na cùng nhóm nhân viên công tác cười nói. Anh gãi gãi đầu, tôi không bỏ lỡ gì chứ. Không đúng, tiểu tử A Côn cậu chụp xong rồi á. Ở đây lời biếng là muốn bị trẫm kéo ra ngoài chém đầu hay sao? A Côn nghe anh nói giỡn cũng dùng ngữ khí đùa giỡn nói. Hồi hoàng thượng, tất cả đều xong. Hoàng thượng lại đây xem chụp ảnh đi. Kiều Na nhìn thấy Giang Phàm đã hóa trang xong, cảm thấy có một loại cảm giác thực kinh diễm. Vốn dĩ cô cảm thấy dáng người tướng mạo của Giang Phàm cùng Yến Hiếu Công không giống nhau, phương diện tạo hình cũng sẽ có khác biệt. Chẳng qua cô tin tưởng kỹ thuật diễn của Giang Phàm là tuyệt đối có thể bù trừ hết thảy. Nhưng khi Giang Phàm mặc long bào bước ra, Kiều Na liền biết mình nghĩ sai rồi. Tuy rằng thân thể không cường tráng bằng Yến Hiếu Công, nhưng khí thế của Giang Phàm tuyệt đối không thua kém. Quả thực chính khí thế của một vị hoàng đế chân chính. Cô từng xem Giang Phàm đóng nhiều nhân vật khác. Lúc anh đóng vai ăn trộm thì sợ hãi rụt rè, lấm la lấm lét. Khi diễn tú tài tự cho là thanh cao, trong lòng rõ ràng lại không chắc chắn. Khi diễn vai ác bá vẻ mặt đê tiện, làm cho người ta nhịn không được muốn đánh một cái. Hiện tại thay long bào đế vương, quả thực chính là một vị hoàng đế còn sống sờ sờ trước mặt cô. Loại kỹ thuật diễn cường đại này tùy thời thay đổi nhân vật, làm cho Kiều Na không thể không phục. Giang Phàm thấy Kiều Na đang nhìn nhìn mình, thường kiêu ngạo mà xoay một vòng tại chỗ. Như thế nào, ca đẹp trai không? Kiều Na do dự. Phàm ca, anh vẫn là đừng xoay.
có cảm giác ẻo lả một chút. Giang Phàm đã định trang xong, A Côn liền dọn camera tiếp tục chụp ảnh. Trước tiên chính là Giang Phàm cùng Kiều Na chụp ảnh chung. A Côn bảo Giang Phàm cùng Kiều Na đứng chung, chụp cận cảnh chính diện. Giang Phàm nhìn Kiều Na đứng thẳng tắp, vẫy tay với cô. Dựa vào gần tôi đây này. Kiều Na lắc đầu. Hoàng hậu sẽ không làm như vậy. Hoàng hậu còn sẽ không chụp ảnh đâu. Giang Phàm lôi kéo Kiều Na, không cần nghiêm túc như vậy. Cười một cái xem. Kiều Na bị anh chọc hơi hơi buồn cười. Bên kia A Côn nhanh chóng ấn chụp. Lại thay đổi mấy tư thế, ảnh chụp của hai người liền xong. Giang Phàm nhìn ảnh chụp trong máy, vỗ tay nói. Quá hoàn mỹ. Được rồi, Nana, em có thể đi tháo trang sức. Vất vả rồi. Anh cố ý chụp ảnh trước chính là muốn cho Kiều Na có thể tháo trang sức sớm. Rốt cuộc thì cổ trang mặc vào tuy rằng rất đẹp nhưng lại là rất khó chịu. Kiều Na biết dụng ý của anh, không nghĩ tới anh thế nhưng lại cẩn thận như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Phàm ca cũng vất vả. Cô đi theo chị Hoa trở lại hậu trường, đem quần áo đổi lại, tẩy lớp trang điểm trên mặt, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng ngay lập tức. Quả nhiên, mặc quần áo hiện đại thoải mái hơn nhiều so với trang phục đại yến triều. Thậm chí hiện tại, cô có điểm nghĩ không ra, vì sao người cổ đại lại cứ phải ăn mặc rườm rà trong tiết trời nóng oi bức như vậy chứ? Cô đổi xong quần áo, liền quay trở lại studio, Giang Phàm vẫn còn đang chụp ảnh. Mấy nhân viên công tác nhàn rỗi vây quanh quan sát, sau đó đặc biệt là mấy cô gái nhỏ, xem đến nước miếng đều muốn chảy ra. Kiều Na đi đến bên người Tiểu Nana, đưa một miếng khăn giấy, lau nước miếng của em đi kìa. Tiểu Nana đỏ mặt, em nào có chảy nước miếng, chị đây là bịa đặt, là phỉ báng. Được được được, chị bịa đặt, chị phỉ báng. Kiều Na kéo một cái ghế lại, ngồi ở bên cạnh Tiểu Nana. Giang Phàm đã sớm quen với việc chụp ảnh, các loại tư thế, dáng ngồi, chỉ cần A Côn nhắc nhở một câu, lập tức có thể làm tốt, chụp rất nhanh. Không bao lâu, ảnh của anh cũng đã chụp xong. Tranh thủ thời gian Giang Phàm trở về tháo trang sức, Kiều Na cùng một đám nhân viên công tác lại vây quanh A Côn xem ảnh chụp. A Côn tổng cộng chụp hơn 300 bức ảnh, mỗi một bức thoạt nhìn đều như là thêm hiệu ứng, vô cùng đẹp đẽ. Anh A Côn, gửi cho em một bức đi. Một nữ nhân viên lôi kéo tay A Côn. A Côn nhún vai. Ấy, thật ngại quá. Ấn quy định thì những ảnh chụp này là không thể truyền ra ngoài. Tuy nhiên, anh nghĩ Weibo của Phạm Cà rất nhanh liền sẽ phát ra. Đến lúc đó em có thể lại vào Weibo của anh ấy nhìn xem. Nữ nhân viên có hơi mất mát, nhưng cũng không có cách nào. Rốt cuộc đây là quy định. Nhưng nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy trên Weibo của Giang Phàm. Cô ấy lại vui vẻ lên. Hơn phần nửa, nhân viên nữ của đoàn làm phim đều là fan của Giang Phàm. Những ảnh chụp thật đẹp này của Giang Phàm tự nhiên là điểm yêu thích trong lòng các cô ấy. Giang Phàm tẩy trang trở lại rất nhanh, nói với nhân viên công tác. Mọi người vất vả rồi, công việc sáng hôm nay liền đến đây thôi. Có chuyện vẫn là thông báo trong nhóm WeChat, mọi người hãy lưu ý. Nhóm nhân viên công tác cùng trả lời một tiếng, Phàm ca vất vả, rồi cùng tản nhau ra về. Nhưng cảnh bên nhà cổ còn chưa bố trí xong hoàn toàn, Kiều Na vẫn phải ở lại để tiếp tục công việc. Nếu làm chức cố vấn lịch sử này, cô tự nhiên là muốn đem công việc hoàn thành thật tốt. Lúc trước sự kiện tuyển diễn viên làm chậm trễ chút thời gian, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tổng tiến độ. Giang Phàm cùng A Côn đi chọn ảnh chụp, rời đi trước. Kiều Na đợi cho nhân viên tổ đạo cụ tan làm mới rời đi. Buổi chiều kết thúc công việc trở lại trường học, Kiều Na nhìn thấy trên di động có hiện một cuộc gọi nhỡ. Lúc làm việc cô không lưu ý, liền gọi lại. Chào cô, tôi là vận chuyển nhanh XX, cô có bưu kiện, khi nào tiện thì tôi đưa qua cho cô. Kiều Na nghĩ, hôm nay là ngày nhà xưởng đem hàng mẫu hương cao thủy tinh tới, cô bận quá, lại thật sự quên mất việc này. À, hiện tại tôi đang ở trường học, nếu tiện bây giờ anh có thể đưa tới, Kiều Na nói. Vừa đúng lúc tôi ở gần trường học của cô đến cổng lớn đi, một lát thì tôi tới rồi. Người vận chuyển nhanh nói. Vừa lúc Kiều Na ở cổng lớn, liền đợi một lát, quả nhiên thấy nhân viên chuyển phát nhanh chạy tới, cô lấy bưu kiện mới trở lại ký túc xá. Bưu kiện rất nặng, Kiều Na mở ra, bên trong là một cái dương. Trong dương chỉnh chỉnh tề tề bày mấy chục hộp hương cao thủy tinh, mở hộp ra. Từng hũ pha lê nhỏ tinh xảo được thiết kế tỉ mỉ, mặt trên còn có logo thương hiệu đã đăng ký. Những cái này đều là lúc trước cô mời người tới để thiết kế. Cô mở ra một hũ, một cỗ thanh hương xông vào mũi. Lô hàng này đều là cô tự mình chọn mua,
đều là nguyên liệu hàng đầu, máy móc gia công tinh tế chuẩn xác, chất lượng so với lô hàng cô làm thủ công kia thì còn tốt hơn nhiều. Cô lập tức gọi điện thoại đến nhà máy sản xuất, lô hàng này rất tốt, có thể giao hàng. Trước đó cô đã cung cấp tài khoản huy động vốn từ cộng đồng cho nhà sản xuất làm đóng gói trước, để cho bọn họ phụ trách giao hàng. Những khách hàng huy động vốn từ cộng đồng này đã sớm thanh toán tiền, kiểu nào muốn giao hàng cho họ trước. Vì cảm tạ hộ khách hàng ủng hộ huy động vốn từ cộng đồng, Kiều Na còn đặt nhà máy sản xuất làm riêng một ít mẫu nhỏ đưa cho bọn họ, có thể cho bọn họ tặng người dùng thử, hoặc là thuận tiện mang theo khi đi du lịch, đã cho bọn họ ưu đãi, cũng có thể làm cho bọn họ giúp đỡ tuyên truyền. Trừ bỏ lô hàng huy động vốn từ cộng đồng kia, hàng dư lại còn rất nhiều. Những sản phẩm này không có chất bảo quản, thời hạn sử dụng cũng chỉ được hơn một tháng, cần phải nhanh chóng bán đi. Lúc trước Kiều Na có nghĩ tới muốn thuê một cửa hàng mặt tiền, thế nhưng một gian cửa hàng mặt tiền trên đường thành phố B phồn hoa này, một tháng tiền nhà phải tốn trên dưới 5 vạn, hơn nữa phải đặt cọc một năm tiền thuê nhà, thêm vào trang hoàng, thuế thu nhập, tiền lương nhân viên bán hàng, căn bản không phải thứ hiện tại Kiều Na có thể kham nổi. Cô từ bỏ ý tưởng này, sau khi sưu tập một ít tư liệu nghiên cứu, quyết định vẫn là bắt đầu từ cửa hàng online trước. Mở một cửa hàng kỳ hạn, trên một trang web lớn chỉ cần giao 10 vạn đồng tiền ký quỹ là được. Hơn nữa, shop online, tất cả mọi người trên thế giới đều xem, đều biết, chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt, danh tiếng truyền ra, doanh số tự nhiên sẽ tăng. Ngay lúc sản xuất hàng hóa, Kiều Na liền đã tiến hành chuyện này, trước ủy thác nhà máy sản xuất tìm nhân viên kỹ thuật liên hệ giúp cô mở cửa hàng online, chỉ là chưa có hàng hóa. Tuy rằng nhà máy sản xuất treo lên thương phẩm, nhưng cũng chỉ là ở trạng thái dự bán. Mấy ngày này, Kiều Na vẫn luôn không có thời gian chú ý cửa hàng online của mình. Cô mở điện thoại, nhìn thấy nhà máy sản xuất đã đem trạng thái dự bán đổi thành trạng thái đang bán ra. Phía dưới doanh số hãy còn rất ít, dường như cũng chưa có người dùng qua, cũng không có mấy người nghe nói qua nhãn hiệu mới này. Chỉ là có một số ít fan mua để ủng hộ. Mấy ngày gần đây, hộ khách huy động vốn từ cộng đồng hẳn là có thể nhận được sản phẩm rồi. Chờ bọn họ dùng thử, có danh tiếng của huy động vốn từ cộng đồng, cô lại tuyên truyền, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Rốt cuộc, chỉ dựa vào một mình cô nói chất lượng tốt, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Suy xét đến thời hạn sử dụng sản phẩm, chuyện này cô phải nắm chắc. Cô lướt Weibo, nhìn thấy Giang Phàm đã đem ảnh chụp định trang đăng lên. Giang Phàm, đây là ảnh gốc, đây là ảnh gốc, đây là ảnh gốc, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Chính diện là 9 tấm ảnh anh đã chọn, thật sự là ảnh gốc. Dấu vết chỉnh sửa cũng không có, thậm chí một chữ đều không thêm. Kiều Na click mở to tấm ảnh ra. Lúc trước tuy rằng đã xem qua trong máy ảnh của Acon, nhưng màn hình máy ảnh quá nhỏ, thấy không rõ chi tiết lắm. Lúc này ở trên di động phóng to ra, quả nhiên mỗi cái chi tiết đều xa hoa lộng lẫy, tinh xảo vô cùng. Tuy rằng không chỉnh sửa, nhưng ảnh chụp thoạt nhìn cũng vô cùng đẹp. Kỹ thuật chụp ảnh của Acon cực tốt. Bình luận phía dưới đã sắp đến 10 vạn. Phàm ca gạt người, cái này còn gọi là không chỉnh sửa. Đẹp muốn chết, thật sự không chỉnh sửa sao? Em có điểm không tin đâu. Tôi học thiết kế mỹ thuật, có thể phụ trách nhiệm mà nói. Ảnh này thật sự không có chỉnh sửa, phóng to có thể nhìn đến chi tiết, thêm bộ lọc có thể loại bỏ một ít tì vết trên làn da. Nhưng những ảnh này đều thật sự rất rõ ràng, nghiêm túc xem là có thể nhìn thấy. Làm sao Phàm ca có thể đẹp như vậy chứ? Bà chủ cũng rất đẹp nữa, thật là xứng với nhau nha. Cũng có một ít bình luận ác ý chửi bới Kiều Na, Kiều Na cũng lười đi để ý. Dù sao, bất luận cô làm như thế nào, đều sẽ có một số ít người không thích cô. Cô cũng không yêu cầu mọi người đều phải ủng hộ. Tác giả có lời muốn nói. Giang Phàm, cứ nhiên lại nói tôi có chút ẻo lả. Không khai sâm. Kiều Na, ai bảo anh cứ xoay vòng tròn. Các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện Thiên Hậu Toàn Năng của tác giả Băng Giữ Nịnh Mông qua giọng đọc Totoro Chan. Xin chào và hẹn gặp lại!